đang đứng tại Fiato Premier của chủ đầu tư Thanh Long. Hiện tại là dự án Fiato Premier đã triển khai là xong cất nóc hai tòa AB rồi, và bên tòa CD hiện tại là đang xây dựng phần hầm nóc, và công nhân xây dựng trên công trường hiện tại em Trí thấy tiến độ xây dựng cũng khá là mạnh, cùng với em Trí đến thực tế cái công trường của dự án Fiato Premier nhé. Follow me, let's go. Thực tế xây dựng bên trong công trường, công nhân xây dựng cũng khá là cao. Phía đây là hai tòa AB đã tiến hành cất nóc rồi, làm mạnh để triển khai bán hàng. Ok đó, tốc độ triển khai rất là nhanh. Chỗ này thì chỉ có 4 tòa 15 tầng à, tiếng kia là 2 tòa đã xây dựng xong phần thô rồi. Bây giờ phần này chỉ là xây xong móng và lên tầng 15 tầng thì em thấy xây dựng cỡ 6 tháng là xong chứ mấy đâu. Đủ khả năng là xây dựng và bàn giao trong năm 2024 luôn. Nhưng mà bây giờ nếu mà bây giờ xây dựng và bàn giao luôn bây giờ đó, thì cái chính sách tính toán rất là nặng, thì cũng nhà đầu tư cũng khá là ngợp, hay là những anh chị mà mua có nhu cầu mà mua để ở thì cũng thanh toán liền một cục tiền thì nó cũng khá là mệt. Và hiện tại chủ đầu tư cũng đang có một chính sách rất là happy cho những anh chị mà có dòng tiền mạnh mạnh đó, đang mà muốn mà thanh toán một lần luôn á thì chiết khấu đến 25.5% lần cho nha, rất là nhiều. Ví dụ một căn ở đây, cái hai phòng ngủ 80m² đang dao động khoảng cỡ 4.4 tỷ, đã bao gồm VAT. Nếu mà chiết khấu mà thanh toán một lần luôn á thì khoảng cỡ 3.2 tỷ thôi, cho tiền một lần mà cuối năm 2025 nhận nhà. Đại dự án Fiato Premier theo tiêu chuẩn căn hộ hạng A, xin chào. Đó là căn hộ hạng A là tiêu chuẩn luôn nha, đạt 20/20 tiêu chí, và những tiêu chí lúc nào cũng vượt hơn nhiều so với quy định, chứ không phải là quảng cáo VA thôi nha, là người thật việc thực. Đã xây dựng xong rồi, phần khô hai tòa này đã xây dựng xong rồi, phần hầm móng đã xây dựng tương đối 90% phần hầm móng và chuẩn bị là đóng đắp hầm. Thì em đi thấy là khu vực này rất là ok đó, mát mẻ nữa. Khu dân cư nè, à, khu dân cư là em có chạy xe một vòng rồi đó, mát mẻ mày nha. Chiều quá mình đi tăng bộ xuống đây nè, dân cư cũng đang có rồi, và khu là khu cầm bao, và khu cầm bao nên là lúc nào cũng có camera an ninh đây, nhìn thấy không đó, có camera an ninh là bảo vệ 24/24, có bất kỳ sự cố nào là có mặt bảo vệ ngay, và khu có cổng cầm bao luôn. Mình ở trong một khu mà dân cư cao cấp an ninh như thế này á, nó rất ổn, con cái mình có thể thoải mái đi ra đi lại chơi luôn. Và ở trên nhà mình xuống, mình bước bộ xuống mấy bước, phía dưới đây là khu công viên và hồ nước. Đặc biệt ở đây là nó có một hồ nước, một cái hồ cảnh quan khoảng cỡ 1.500m². Đây là dân nhà thở nè, xây biệt thự bên hồ đẹp không. Chỗ đây trước bán cái biệt thự ra bán đó, chắc mấy tỷ mà nào dùng mấy tỷ mà bán, đẹp quá, bán mẹ. Và nó là giống như là biệt lập nữa cả nhà. Mà từ đây á, nói biệt lập vậy thôi chứ từ đây mà đi về trung tâm quận nhất cũng khá là gần. Mà đi ô tô thì nó rơi vào khoảng cỡ 15-20 phút đi. Rồi sau này mà cái đường vành đai 2 á, ở phía sau lưng này chỉ còn khoảng 2 km nữa thì họ sẽ, cái vành đai 2 nó sẽ đấu nối và thông thẳng về trung tâm luôn. Thì từ đây ra Phạm Văn Đồng khoảng 2 km à, nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Và về trung tâm thành phố, em thấy là khu vực này nó còn nhiều cái dự địa hạ tầng và tiềm năng phát triển nữa. Cái đường vành đai 2 á, phía sau cái đoạn mà từ cầu vượt Gò Vua mà ra tới giờ tới bên Phạm Văn Đồng á thì khoảng còn cỡ 2,2 km nữa, và đã giải phóng mặt bằng xong hết trơn rồi từ năm 2017 á. Mà lúc trước á là cái đoạn đó là theo hình thức là hợp tác công tư, nghĩa là đổi đất hạ tầng á, mà thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa thu sắp xếp được cái quy đất cho nhà đầu tư là để có thể xây dựng đường á, chỉ là dừng lại ở cái điểm là giải phóng mặt bằng và hoàn thiện đâu đó khoảng cỡ 30%, rồi họ dừng mấy năm nay rồi. Mà hiện tại là thành phố Hồ Chí Minh đang có chiến dịch là giải ngân đầu tư công 60 ngày đêm với cái nhà, thì em nghĩ đó cái đường vành đai 2, cái tuyến từ cầu vượt Gò Vua ra tới Phạm Văn Đồng là đang được thành phố Hồ Chí Minh là đưa lên là gọi là công trình trọng điểm và để giải ngân đầu tư công. Mát quá cả nhà, cực kỳ mát luôn. Rồi cái không khí này về để ở về chiều đi dạo bộ, đi tắm bộ thì hơi bị mát luôn. Đây là công viên bên dưới nhà mình nha. Công viên đó là sử dụng chung của khu đô thị luôn. Khu đô thị Thăng Long Tam Phú này là nó rộng khoảng cỡ 9,4 hectare, khoảng cỡ hơn 200 căn nhà phố và biệt thự.
động á, còn 10 hecta mà chỉ có 2-300 căn nhà phố à. Thì trong tương lai là Fiorto Premier sẽ có khoảng cỡ 383 căn nữa. Thì toàn khu này luôn, nếu mà căn hộ với nhà phố á, thì nó chỉ khoảng cỡ 5-600 hộ à. Và cái sử dụng tiện ích chung nè. Rồi á, à. Fiorto Premier. Những cái căn nào mà mặt ở lớp 3 thế này này, nhìn xuống công viên nội khu và nhìn xuống cái khu tự phía dưới nữa. Mê luôn, mê. Đẹp quá. Chiều mình xuống mình chạy bộ ra đường, ra đường nội khu nha cả nhà. Đường nội khu cầm bao. Đó, nhà đẹp lắm. Nhà khu là dân nhà người ta ở trơn rồi. Đẹp mê ly hết sảy cũng là bảy. Chiều mình ra đây mình tắm mát tản bộ. Rồi mình có làm thích ăn uống đó, tụ tập mà. Mình ở công viên mình chơi cũng được mà, công viên chung. Còn phía này hôm nay, phía ngoài kia hôm nay anh tí chia sẻ. Có sông banh mini nè. Có sông bóng rổ. Nó này cần cho bạn đó biết sự gấp nè. Đây, cái căn này người ta đang hoàn thiện, chuẩn bị vào ở. Đang xây dựng nè, chuẩn bị hoàn thiện, chuẩn bị vào ở. Còn đa phần như cái căn đó là ở hết trơn rồi. Cái nào ở cũng có người ở đó, cái khu này rất là đẹp. Và đặc biệt dân rồi. Ở cái khu phường Tam Phú này này là những cái tiện ích mà bên ngoài á, những tiện ích gần như là chợ này, chợ Thủ Đức. Chợ Thủ Đức cái này mấy trăm mét à? Rồi bệnh viện thành phố Thủ Đức, nếu mà tính từ phía ô tô mà ra tới bệnh viện thành phố Thủ Đức nó rơi vào khoảng 400 mét. Ở phía bên kia là nó có một cái trường trung học cơ sở và trường tiểu học. Trong bán kính là 500 mét thôi. Tiêu chuẩn cái hộ ăn A mà. Cái hộ ăn A là siêu thị nè, chợ, bệnh viện, trường học là nằm trong bán kính là dưới 500 mét. Là chắc chắn luôn, em có thể chứng minh thực tế với anh chị và điều đó là chắc chắn nha. Tất cả những tiện ích luôn là dưới bán kính là dưới 500 mét tính từ Fiorto Premier. Rất ít dự án mà có được những yếu tố đó nha, có đâu, ít lắm, bởi vì không những cái công trình đó thì nó đặt rải rác mà của chính quyền mà, nhưng mà được có một cái vị trí mà như Fiorto mà tất cả những cái tiện ích xung quanh đó nó nằm gần nhau hết thì rất là ok. Em đi rất là bất ngờ, về khi mà mình đi vào thực tế á, mình xét lại trường học cũng gần này, bệnh viện cũng gần này, chợ cũng gần, cùng tất cả cái gì nó cũng gần hết đó. Và đặc biệt phía bên dưới á, nó có một cái công viên ngoại khu nữa. Rồi, mê ly luôn. Thì là nếu ở đây mình nên căn hộ cao cấp hạng sang, một căn hai phòng ngủ nó rơi vào đó là hơn 4 tỷ. Chứ nếu mà rẻ cái hộ mà mình chỗ đây mà xây cái hộ mà bình dân á, em nghĩ em cũng mua á. Mà ở đây cái hộ phân khúc là định hình là cái hộ hạng sang cao cấp, làm đủ chuyện và anh chị khách hàng đang muốn tìm mua cái căn hộ, một căn hộ mà cao cấp đầy đủ hết những tiện ích theo tiêu chuẩn hạng A và có cái công viên chung của khu cầm bao á, thì có thể lựa chọn Fiorto Premier. Xin lỗi em tí này, đây hai tòa đây đẹp lắm nha, em làm mê. Tới xem thực tế cái không gian và xem thực tế chủ đầu tư xây dựng như nào. Nó thực tế mình có thể cầm ngắm mình rờ, mình cảm nhận trực tiếp luôn tại dự án Fiorto Premier. Cho cái giá căn hai phòng ngủ khoảng cỡ hơn 4 tỷ thì cả nhà đó đánh giá như nào về dự án Fiorto Premier này, có đáng mua, mình có thực sự là thích ok ở dưới đây, thì hãy liên hệ trực tiếp em Trí qua hotline là 0979798664. Em Minh Trí sẽ hỗ trợ mình xem trực tiếp vị trí dự án Fiorto Premier của chủ đầu tư Thăng Long. Trải nghiệm thực tế nha, trải nghiệm thực tế khu Thăng Long Hưng Phú và dự án Fiorto Premier, sản phẩm căn hộ cấp hạng sang, có thể gọi là cao cấp nhất khu lõi của trung tâm thành phố Thủ Đức. Fiorto Premier có xứng đáng là căn hộ cao cấp hạng sang tại khu vực thành phố Thủ Đức. Hãy để lại bình luận cùng thảo luận với em Trí nhé. Chào thân ái Quý Thắng, em là Minh Trí, tìm nhà của Trí nhé. Cảm ơn, bye bye. Thank you.
Thank you.